Chào buổi sáng em với tất cả mọi người. Em sói dậy và đã ngồi ăn sáng rồi. Còn mình thì không nghĩ ra ăn cái gì cả. Mẹ mình vừa đặt nồi cơm nên là mình quyết định mình rang thịt để ăn cơm. Sáng dậy bụng đã đói meo rồi. Và sáng nay thì mình ngủ mệt quá. Mình còn không biết là ba sói đi làm lúc nào cơ. Tối bây giờ là em chích em mới vận động rất là nhiều. Và mình cảm, tức là mình cái vận động đấy làm cho mình không ngủ được ý. Thì bây giờ em ấy lớn rồi mà. Bây giờ là ngày nào cũng là chờ đợi, ngày nào cũng là ngóng trông. Em ý cho mẹ cái dấu hiệu để xem là lúc nào em ý muốn ra gặp mọi người đây. Mệt mỏi nhất là trong cái quá trình chờ đợi này là chờ đợi là khi nào em quyết định em mới ra gặp mọi người. Bầu bí 40 tuần, mẹ sói bây giờ được hơn 39 tuần rồi. Tuần tới đến ngày dự sinh của em là tròn 40 tuần. Đấy, như hôm qua mình chia sẻ là nếu như mà em ấy không quyết định ra gặp mọi người từ bây giờ cho đến cái ngày dự sinh thì là ngày 12, tức là thứ tư tuần tới mình sẽ nhập viện để bác sĩ họ ấy hỗ trợ, họ can thiệp để em ấy sẽ ra gặp mọi người đúng ngày dự sinh. Vì là bây giờ mình cũng rất là nặng nề và mệt, ngủ không được nhiều ấy. Nên là có cái sự can thiệp của bác sĩ thì nó cũng sẽ đỡ hơn và mình sẽ giữ sức được để còn chăm em ấy nữa. Chị đây. Ai. Hôm nay thì chắc là mẹ con nhà sói với bà ngoại chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Có thể là sẽ đi siêu thị mua một ít rau củ. Chứ thịt nhà sói vẫn còn nhiều lắm. Còn thịt gà này ở trong ngăn đá này, còn thịt ba chỉ ở trong ngăn đá này, có thể bỏ ra nấu thịt kho tàu hoặc là thịt gà rang ăn với cơm. Nhưng mà rau thì chỉ còn mỗi cải tím thôi. What? Hi baby. Hiya. Hiya baby. Superman. Tóc em sói đang gọi là chim sẻ gặp trời mưa. Bởi vì sao hả con? Ngủ xong rồi là dụi đầu vào gối và chăn. Thế là nó cứ lung tung ấy cả lên. Sáng ra mẹ cho ít nước lên rồi mà nó cũng không xẹp xuống. Green, that's right, that's green. Hai mẹ con thực ra là dậy lúc 7 rưỡi đấy chứ con nhỉ. Chim sói ăn xong. Bây giờ là 9:15 rồi. Thì mẹ sói mới bắt đầu lục đục nghĩ ra để rang thịt để ăn cơm. Bà ba. Okay. Yeah, okay. What are you doing? Con đang lắp ráp cái gì đấy? Airplane. Okay. Airplane. Superman. Superman. Hôm nay em lại mặc quần áo mùa chu nhá. Để mẹ dở cái vali đồ năm ngoái của em ra để xem là em còn cái áo nào mặc vừa nhá. Ôi giời. Bà ngoại đâu? Con gọi đi bà ơi. Rafi. Bà mày. Bà ơi. Bà mây là bà nào? Gọi là bà ơi. Bà mây em. Em đang gọi là gì nhỉ? Lẫn lộn giữa mẹ với bà nên thành ra là em gọi cả hai từ bà mẹ. Em ngồi chơi nè. Đây là cái áo mùa đông năm ngoái cuối cùng của em sói, gọi là vừa vặn một chút nên là mình bỏ ra cho em ấy mặc thôi. Còn hôm tới là chuẩn bị đi sắm áo quần áo thu đông cho em ấy rồi. Bây giờ bà ngoại đang bảo là bà ngoại cho sói ra ngoài đường đi chơi đây cho nó thông thoáng. Còn mẹ sói thì tự nhiên mệt quá nên là nằm ở nhà, nằm ở trong phòng em chối. Rafi, you go out with Nana? Yeah? No. You going out with Nana? You go outside play with Nana? No.
Yeah. Oh, be careful, Raphael. Be careful. Be careful. Go, Rafi, go. Go, go with Nana. Wait, where's Nana? Yeah. Kia con kia đi với ba kia kia. Go. Ba cầm chìa khóa gara theo ạ. Con đi dép vào nhá. Where your shoes on? Bye. Ê, 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 cẩn thận cái tay không nó kẹp con. Đưa bà đắng vào đâu, đưa bà. Where your shoes on? Bye. Ăn sáng xong thì mình ý định là rủ mẹ mình đi mua sắm. Đi mua quần áo thu đông cho em sói. Thì hôm vừa rồi đi H&M thì mình mới chỉ mua được cho em ấy thêm 3 cái áo dài tay mới ấy. Thì là một cái áo hôm qua em mới mặc này, một cái áo nỉ này với lại một cái áo sơ mi. Sáng thì mình cũng có lọ mọ dở cái vali đồ mùa đông năm ngoái của em sói ra, thì đúng có cái áo vàng đấy là bây giờ em ấy mặc vừa thôi. Tức là nhìn là vừa thôi chứ thực ra thì tay thì cũng ngắn rồi ý. Với cả cái gấu áo nó cứ kiểu co lên vì em ấy bây giờ dài hơn rồi mà. Áo vàng đấy là bà nội mua cho sói mùa đông năm ngoái. Thế là mình cho em mặc tạm cái áo đấy này. Đấy, cứ ý định là như thế. Thế sau đấy thì là mình vào trong phòng dọn dẹp phòng một tí, lấy quần áo ra cho vào máy giặt để giặt, rồi là thu áo sơ mi của ba sói vào, định là ngồi là áo sơ mi cho ba sói, rồi là thay quần áo đi ra ngoài. Thế nhưng mà cho áo, cho quần áo vào máy giặt cái xong thì tự nhiên cứ ngồi thở, kiểu bị hụt hơi ấy. Ngay cả bây giờ nói mọi người để ý, mọi người cũng thấy đấy, là cái hơi nói của mình nó cũng rất là ngắn và phải thở rất là mạnh, thở rất là sâu ấy. Xong người cứ thế là kiểu nó mỏi, nó mệt, chỉ muốn nằm thôi. Thì mẹ mình bảo là thôi bây giờ bà cho sói đi ra ngoài đi chơi, chạy lung tung ở ngoài đường, thay đổi không khí, còn mẹ sói thì nằm đây nghỉ ngơi, có khi là mình sẽ tranh thủ ngủ một tí. Sao người nó lại mệt thế nhở? Mình đã tự dặn bản thân là không được kêu mệt, không được kêu mệt, không được kêu mệt thì sẽ không mệt. Thế nhưng mà không thể nào mà kiểm soát được, mệt thì vẫn cứ là mệt thôi. Mẹ sói tranh thủ ngủ một tí này. Raffi, mac and cheese. You finish? You finish? All done? Em sói đang ngồi ăn trưa đây. Sói hôm nay được bà ngoại cho ra ngoài công viên chơi một tiếng đồng hồ. Chơi bãi cát xong rồi vớ được cái quả bóng ở ngoài đấy về đấy. Sói vừa ngồi ăn hết một nửa bát này rồi. Và có bạn hỏi là cái món này là cái món gì, thì cái món này là cái món mà hôm sinh nhật bà nội sói ấy, sói ăn tối, thì món này gọi là món macaroni and cheese, nếu như bạn nào chưa biết. Và cái món này thì ba sói cũng đã nấu một vài lần, và mình cũng đã có một cái vlog chia sẻ về cách nấu món này cái hôm ba sói nấu rồi. Nên là bạn nào chưa xem thì có thể vào trong kênh của nhà sói để tìm cái vlog đấy để xem. Còn nhờ. Và bạn nào nhớ là ở vlog nào thì có thể gửi link cho các bạn hỏi được không, để giúp mẹ chói. Con ăn đi. Ăn xong rồi mẹ pha sữa tui ti rồi đi ngủ trưa nhá. 12:10 trời. Là phải eo. Sáng nay chị mẹ cho ăn một bát cơm thật là to với thịt chan. Nên là mẹ cho cũng no. What? What do you want mommy help? Con muốn mẹ giúp cái gì nào? Help? Okay. Tha. Thank you. Mẹ đóng cái hộp này lại cho con nhé. There you go. Okay. 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 Thế con không ăn mì nữa à? Thôi nhá, finish. Chuyển sang ăn lê. Lê bà gọt cho em à? Yum. Ăn lê. Ăn lê. Yum ấy. Xong rồi uống nước nhá. Uống nước xong chơi một tí cho nó trôi nhá. Yummy yummy. Con.
All done? All finished? Nearly. Nearly finished. Uh-oh. Giờ rồi thôi. Uh-oh. Uh-oh. Rồi rồi. Cho hai miếng thôi. Trời. Rafi, stop. Raphael, stop. Stop. Not nice. Tha, tha for mommy. Thank you. Sao đưa lên đầu? Để lên đầu thả xuống cho nó rơi hết xuống đất đấy hả con? Finish. All done. Mẹ nghe thấy tiếng máy giặt của mẹ nó dừng lại rồi kìa. Đi ra phơi quần áo đây. Bây giờ mới là 2:30 chiều thôi nhưng mà mẹ chó đói quá nên là cho sườn và nướng luôn này. Em chó vừa ị, em chó vừa tay bịp mà. Yes, baby, where your jean? Where your jean? Quần con đâu? Quần con đâu rồi? Đi vào lấy quần mặc vào nhanh lên, khẩn trương. Let's go. Go to your room. Get your jean. Hurry up. Take mommy to your room. Đưa mẹ vào phòng nào. Nhanh nhanh nhanh. Yeah? Yeah. Go into your room. Your room. Where's your room? Where's your bedroom? Bedroom. Where is it? Is that your bedroom? Is that your bedroom? Ở đây giường ngủ của con đúng không? Phòng ngủ của con đúng không? Đúng rồi. Oh, sao lại bừa bộn thế này? Sao lại bừa bộn thế này hả sói? This is the mess, Rafi. This is the mess. Oh my goodness, Rafi, look. Bừa bộn kinh khủng. Nào, con mặc quần vào đã nào. Rafi, where your panties on? Panties on, please. Mặc quần vào trời se se lạnh đấy con ạ. So you sit there and mommy sit here, okay? Okay? Deal? Deal. Okay, so how about Teddy? How about Teddy? Teddy. Is Teddy sit next to you? Sit still, Teddy. Oh no! Monkey. Em sợ có cái vết tím ở sau lưng là cái hôm chơi với ba xong rồi ngã đấy ạ. Raphael, where's monkey? Where's monkey? Đâu em khỉ đâu? Oh, there's monkey. Hi monkey. You're gonna sit with monkey? Okay, sit down, sit down. Con thích ngồi với em khỉ à? Không thích ngồi với em gấu à? Hi monkey. There are two monkey. Rafi monkey and monkey monkey. Oh. Tickle 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 tickle. Yeah, tickle mama. Tickle 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 tickle. You wanna wear your panties on? Okay. Now để mẹ mặc quần vào cho em nhá. Okay, let's go. Let's go. Go to the kitchen. Yeah, let's go. Bình sữa của con đây này. Let's go. Go play with the car. Yeah. Ra đây chơi với xe ô tô này. Con có ăn Teddy Toss không? Do you want Teddy Toss? Teddy Toss, sure Teddy Toss, look. Yay! Come here. Mom. You want mommy open? Mama open. Please, mama. Okay. Now để mẹ mở cho nó. There you go. Uh-oh, Teddy Toss. Chalky Teddy Toss. Chalky Teddy Toss. Take a Chalky Teddy Toss.
Yummy Chucky Teddy Toss. Cái bánh Teddy Toss này cũng giống y như cái bánh mà cái gói màu vàng của em giói. Thế nhưng mà nó là sô-cô-la, vị sô-cô-la. Chucky Teddy Toss. Các bạn, có nhiều bạn hỏi là em giói cứ ăn những cái túi đồ ăn gì. Thì đây, đây là túi đồ ăn bánh snack vớ vẩn của em ấy đây. Teddy Toss dành cho trẻ con. Giói nào để mẹ cho mọi người nhìn nào. Đấy, bạn nào hỏi thì các bạn có thể tìm cái này để mua này. Cái này mẹ giói mua ở siêu thị Aldi. Aldi căn nhỉ. Và chỉ có ở Úc thôi nhá. Nên là bạn nào ở Úc thì hãy tìm mua. Còn ở Việt Nam thì các bạn cứ mua bánh cho trẻ con ăn bình thường thôi. Nha, con nha. Teddy Toss. Is that yummy? Yum yum. Con nói như nào nhỉ? Yum yum. Wow. Yum 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 yum. Sao thấy mẹ đi vòng quanh cũng đi theo là thế nào nhỉ? Hả? Quạt của bà kìa. Quạt tím của bà kìa. Quạt tím mộng mơ của bà. Cô bà ngoại trời. Raphael, turn over here. Con ra đây mẹ xem nào. Raffi. Vâng. Oh, bom bom bom. Hi. Hi. Raffi, can you do this one? Can you do this one? Raffi, can you do this one? Shh. Shh. Can you do that? Con làm cái xì xì như nào nhỉ? Vâng. Shh. Đẹp cả. Shh. Mom help. Help what? Cái gì cũng cần mẹ giúp là sao? Mom help. Con tự mở ra được mà. Con tự mở cái quan này ra được mà. Con cần gì mẹ giúp đâu. There you go. One. Yeah. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Múa quạt mẹ xem nào. La 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 la
ấy. Ready? Ready? Đây của con đây. Con thử đi. Try, try one. Con thử đi. Con thử đi. Try. Ok, mommy học. Look, look. There you go. Try. Oh. Try again. Try again. Try again. Tell mama. Con thử đi. Con thử xem con thổi được không? Mama. Cứ muốn mẹ thổi cho gần nào. Bò như đặc công nữa hả con? Làm gì đấy? Làm gì mà bò như đặc công thế? Cẩn thận cái đầu lại cụp một cái bây giờ. Không. Mẹ hết hơi rồi. Mẹ hết hơi rồi. You do it, go. Now you can do it. Con làm được mà. There you go. Nào con thử đi. Con thử đi, con làm được. Pee. Pee pee pee. Pee 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 pee. Pee 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 pee. Đi ra đây ngồi đi con đi. Mẹ sói đang chưa biết là tối nay nấu cái gì cho ba sói đây. Em sói thì vẫn còn một hộp mì bolognese mình nấu, mình để ở trong tủ lạnh cho em ý, để có thể cho vào lò vi sóng cho em ý
làm nóng lên và cho em ấy ăn. Món ưa thích của em ấy mà. Còn trưa nay đấy thì em ăn macaroni and cheese, là cái mì hôm vừa rồi sinh nhật bà nội. Bác Corinne nấu và mình có mang về một bát để trữ trong tủ cho em ý. Lâu lắm rồi nhà sói cũng không ăn pizza nhỉ. Mà ba sói thì rất thích ăn pizza. Mình có nên bảo ba sói là tối nay gọi pizza về ăn không nhỉ? Yes. Vì bây giờ là mình đang nướng sườn kia, là mình sẽ ngồi mình ăn sườn bây giờ. Tự nhiên ngủ dậy lại đói chê con nhỉ. Đói côn đói cào. Oh, don't do that. Thôi, em sói phá hỏng cái kèm rồi. Cái kèm bằng giấy mà. Phá hỏng rồi. Thời tiết mấy hôm nay dự báo thì là trời không có mưa, nhưng mà se se, dù là có nhiều mây thôi. Còn hai hôm trước ấy thì thời tiết đẹp kinh khủng luôn ấy. Nó có nắng nhá, nắng khô ráo nhá. Và gió thì lại se se, đúng kiểu là không khí mùa thu ấy. Mình nhớ cái cảm giác ngày xưa ở Việt Nam. Và mình cũng nhớ là hình như là mùa thu năm ngoái mình cũng đã chia sẻ cái cảm giác này với mọi người ở một cái vlog mà trời chuyển sang thu hay sao ấy. Cứ đến cái dịp này thì tự nhiên lại nhớ đến cái cảm giác đấy. Đấy là cảm giác bắt đầu trời se se chuyển sang thu ấy. Đi xe máy ở ngoài đường, gió thu nó vạt vào mặt, mát mát, thích ơi là thích ấy. Kiểu cảm giác gió mát mà trong lành ấy. Căn nhà, sói chẳng bao giờ có được cảm giác đấy đâu con ạ. Vì là phải bằng xe máy cơ. Con xe cái lưỡi của cái kèn ấy đi rồi. Thôi, bây giờ nó chỉ phát ra tiếng thôi. Where's Nana Rafi? Bà ngoại sói ở trong phòng. Bà nằm trong phòng bà nghỉ ngơi. Chơi chạy theo em vất vả lắm ấy chứ ạ. Chứ không phải là đơn giản đâu ạ. Bà đưa em ra ngoài công viên một tiếng đồng hồ. Nhà. Hôm qua bà ngoại sói bà là chạy theo sói vất vả lắm, mệt lắm. Teddy Toss. Thế mà cách đây 3 tháng thôi nhỉ. Mẹ suốt ngày đưa em ra công viên này, đuổi bắt với em này, đưa em đi nhóm chơi này nhỉ. Giờ mẹ nặng nề quá nên là mẹ mới không cho em ra được rồi. Yummy. Do you want to call daddy? Should we call daddy? Gọi điện cho ba đi. Hỏi ba tối nay có ăn pizza không? Ăn pizza không? Ba thế nào cũng sướng rơn lên cho mà xem. Nhảy chân sáo ở chỗ làm luôn. Ba sợ thích ăn pizza mà. Sói vừa ngủ dữ dậy ra rồi. Hai mẹ con sói vừa tắm xong. Bây giờ mình cho em tu tí sữa và em ngủ cái là mình sẽ đi đón ba sói. Ba sói đang đi được nửa chặng đường về đến nhà rồi. Và tối nay thì là mình cũng sẽ gọi pizza về để ăn tối. Chiều nay ăn sườn nhiều quá nên là mình cũng ngang dạ rồi ý. Chắc là chỉ ngồi nhâm nhi pizza với ba sói một tí thôi. Và mình cũng sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói thì chia sẻ vlog của nhà sói trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh của nhà sói. Và nhà sói sẽ lại tiếp tục gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Bye. Happy say bye bye. Bye. See you tomorrow. Hy vọng là ngày mai mẹ sói sẽ không mệt như hôm nay để còn đi mua thêm áo mùa đông và mấy bộ đồ ngủ cho em nữa em nhỉ. Mấy bộ này của em là cũng ngắn ngắn rồi đấy. Cũng chật chật rồi đấy. Không ngắn nhưng mà có vẻ là
Là chặt rồi ạ. Mấy bộ này là bộ 2 tuổi. Mẹ sẽ mua cho em bộ 3 tuổi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhá.